Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Nguyễn Đức Chung, cuộc chiến quyền lực, tham nhũng hay đồng chí triệt hạ nhau. Sự kiện đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung mới bị Thủ tướng Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong 90 ngày tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận khắp nơi. Bộ Chính trị của Việt Nam đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Một số nhà bình luận cho rằng ông Chung sẽ bị bắt, bị xử lý hình sự và sẽ trải qua các bước tố tụng như khởi tố, bị can và bắt tạm giam. Như ý kiến của nhà bình luận Minh Hữu Quang hay như nhà báo Hoàng Linh cũng cho rằng cho dù từng là trinh sát, giám đốc công an mang quân hàm tướng nhưng khi đã trở thành đối tượng của đại án thì hoàn toàn khác. Các điều tra viên cấp cao và kiểm soát viên dày dặn kinh nghiệm sẽ nghiền nát ý chí phản kháng nhanh và luôn. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động dường như có ý binh vực cho ông Chung, trong khi rất nhiều ý kiến so sánh vụ ông Chung với những sai phạm tày trời của Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, nhưng mới đây chỉ bị phê bình do đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng, nghe rất thô thiển và buồn cười. Facebook Oanh Bùi thì nhận xét như sau: thể chế sinh tham nhũng, quyền lực sinh tha hóa, tuy nhiên tội anh Chung có bằng cái móng tay của Cang Hải hay không? Âu cũng là số nhỏ, phe phái mà thôi. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đưa ra bình luận vào hôm 11 tháng 8 rằng Chung tham ô lợi ích nhóm hay gì gì đó hoặc vì đấu đá nội bộ nên bị lên thớt. Nhưng trong vụ Đồng Tâm, Chung xử sự có tình, sẵn sàng vào tận Đồng Tâm thương lượng với dân ký giấy cam kết để mang các nhân viên công an bị nhốt về. Đó là chuyện chưa từng có tiền lệ đối với nhà cầm quyền cộng sản. Chung có thể đưa quân vào càn để cứu các nhân viên bị giam, công an. Chung sẽ được tiếng với đảng là đấu tranh kiên cường và khôn khéo với thế lực thù địch. Nhưng Chung không làm vậy. Tôi đánh giá cao Chung về điều này. Ngoài ra, Chung còn đòi dẹp loa phường, đó là điều tiến bộ. Chuyện Đồng Tâm sau này bị tấn công và triệt hạ tàn khốc là chủ trương của Bộ Chính trị, không phải của Chung. Bây giờ, Chung dính đến chuyện lợi ích nhóm, phải bị các đồng chí của mình trị thì không có gì quả báo từ Đồng Tâm. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã nêu lên quan điểm riêng của mình như vậy. Đây là hình ảnh nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bên phải và vợ Nguyễn Thúy Hạnh bên trái cùng đi biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vào hôm 13 tháng 7 năm 2016 cùng nhóm NU. Nhà báo tự do blogger Nguyễn Hữu Vinh, từng là cựu thiếu tá an ninh Công an Việt Nam thì bình luận tiếp như sau. Rõ ràng trong câu chuyện này ông Chung gần như chắc chắn là sẽ mất chức. Ông lên quá nhanh, giờ xuống cũng quá sớm. Việc một người từ ngành công an lên nhanh rồi chuyển sang nắm chính quyền tại thủ đô, theo tôi là có nhiều cái bất lợi. Chưa muốn nói về những đồn đại ngoài xã hội, trên mạng về lý do ông lên nhanh, mà muốn bàn tổng thể khái quát về khía cạnh chính trị nói chung. Những người trong công tác trong ngành công an thường bị hạn chế hiểu biết về xã hội, văn hóa và kinh tế, do không thuận lợi từ khâu đào tạo, môi trường công tác, cho tới thái độ cầu thị biết lắng nghe của bản thân, tức là quyền lực lớn sẽ dễ sinh chủ quan và ít chịu học hỏi. Người được thăng tiến nhanh, khác thường cũng dễ bị hạn chế thêm về ý thức, thái độ học hỏi. Ngược lại, họ lại dễ bị ganh ghét, kèn cựa, không tuân phục từ đồng nghiệp. Ông Chung cũng bị tất cả những bất lợi đó. Thế nhưng nhìn chung, ông là một người lãnh đạo có cá tính, quyết đoán, nắm được việc từ phát ngôn cho tới xử lý một số công việc nổi cộm của thủ đô. Điển hình là vụ Đồng Tâm, ông Chung đã làm một việc có lẽ hiếm có vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nào dám làm khi viết tay một bản cam đoan với người dân Đồng Tâm nhiều điều quan trọng. Đây là hình ảnh rất nhiều người vẫn ấn tượng với sự kiện ông Nguyễn Đức Chung về làng Đồng Tâm vào ngày 22 tháng 4 năm 2017 để giải cứu 19 cán bộ bị giam giữ với bản cam kết 3 điểm như sau. Thứ nhất, làm rõ đất Đồng Xanh có phải là đất quốc phòng hay không. Thứ hai là không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Thứ ba là sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, trú ở thôn Hoành. Và sau khi bản thảo này được đưa ra thì ít phút sau đó toàn bộ 19 người bị giam giữ đã được thả. Toàn bộ đều khỏe mạnh, lành lặn trong quá trình bị giam giữ, không ai bị đánh đập hay lăng mạ. Người dân vẫn đảm bảo ăn uống và sinh hoạt bình thường cho các cán bộ, chiến sĩ. Tiếc rằng có lẽ cũng do sự lên nhanh và thiếu một số hiểu biết bản chất chính trị quá rắc rối ở Việt Nam nên ông làm nhiều thế lực khác khó chịu. Ông hứa với dân Đồng Tâm những điều to tát nhưng về quyền lực ông đâu thể quyết được lớn đến vậy. Dù cho có đúng thực tâm ông muốn. Blogger Nguyễn Hiệu Vinh đã nêu quan điểm của mình như vậy. Nhà làm phim người Pháp André Meyrat, tức là Hồ Cương Quyết từ Pháp, người Pháp có một thành ngữ đại ý là
ai muốn xử lý ai thế nào thì có thể chỉ cần buộc tội là người đó mắc mọi thứ như dịch bệnh, truyền nhiễm, bệnh ở đây nếu có, nó có vẻ rất nặng, buôn lậu, rửa tiền, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hoặc chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Nên người bị cho là có bệnh dịch ấy ở vị thế quá nguy hiểm. Nhưng có một điều đáng chú ý, người đó vẫn có khả năng không bị bệnh. Tùy kết luận, ý chí của người xử lý cuối cùng cũng như tùy khả năng và ý chí của người bị quy kết, nhưng tuyệt đối người bị buộc tội đó phải tỏ ra hiền và ngoan để thoát nguy. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội làm chính trị nói chung ở khắp nơi thiết nghĩ cần để cao đạo đức, tức là tín nghĩa, và tránh tham lam vơ vét công khố vào túi mình, sẽ mong thành công, thành đạt và đồng thời tránh được sự đổ bể, phá sản, thất bại mà nếu có sẽ là không tránh khỏi. Ông nói tiếp, tôi ước gì các quan chức nói chung, không riêng ai, đều biết dẹp bỏ lòng tham, làm hết sức mình để nước giàu dân mạnh, thì đất nước sẽ có tiền đồ và họ cũng sẽ có sự nghiệp. Đây là hình ảnh vào ngày 16 tháng 7 năm 2020, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, bắt giam 3 cán bộ thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, bao gồm Nguyễn Ngọc Anh là thư ký, Nguyễn Hoàng Trung là lái xe và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thuộc C03 Bộ Công an. Ông nói thêm, tôi hy vọng rằng sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch Hà Nội có thể sẽ chấm hết nếu ông không tự bảo vệ được sự vô can của mình. Và nếu không, ông rất có thể phải đối mặt với một phiên tòa mà ông là bị cáo. Tiến sĩ Hoàng Hợp tại Singapore thì cho rằng do đang trong quá trình điều tra nhưng người ta không nói cụ thể liên quan gì. Họ hứa cố gắng đến cuối quý 3, tức là cuối tháng này, sẽ có kết luận. Trước quyết định tạm đình chỉ công tác, có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng ở Thường vụ Thành ủy, đình chỉ chức Phó Bí thư Thành ủy, tôi cho rằng quyết định của Bộ Chính trị là rất nặng và cương quyết. Sau hai quyết định nêu trên, nếu không có quyết định gì khác từ các nơi khác, thì chắc chắn ông Nguyễn Đức Chung sẽ về nơi cư trú sinh hoạt đảng với chi bộ cụm và tổ dân phố. Và tất cả các thông tin công khai như trên thì chưa khẳng định được bất cứ điều gì hơn về ông Nguyễn Đức Chung. Cũng có khả năng trong vòng 90 ngày hoặc khi hết 90 ngày, ông ấy lại được phục hồi các chức vụ đảng và chính quyền, mặc dù khả năng này không lớn. Cũng có thông tin cho rằng việc này liên quan đến lò và đại hội. Trước câu hỏi liệu việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có liên hệ hay không với việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành đại hội lần thứ 13, các ý kiến bình luận tiếp tục chia sẻ. Nhà văn Nguyễn Văn Bình, tức là cựu trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói rằng sự việc xảy ra lúc này, theo tôi tất nhiên có liên quan đến việc chuẩn bị tiến hành đại hội 13 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng nó không hẳn thuộc công cuộc đốt lò, củi lửa như nhiều người ta tuyên bố. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh đã đưa ra quan điểm như vậy. Đây là hình ảnh vào ngày 7 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Tất Thành Cang đã bị xác định có khuyết điểm vi phạm ở dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng do hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên chỉ bị phê bình. Ông Nguyễn Hiếu Vinh tiếp tục chia sẻ thông tin như sau. Sắp đại hội 13, việc xử lý một số cán bộ các cấp thường bị công luận soi xét dưới các độ rất khác với bình thường. Thường trường hợp ông Trung không ngoại lệ, nhất là nếu so sánh với Thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu và mới đây quá thiên lệch, và vụ việc mới này được cơ quan công an hé lộ ra và việc ông Trung thật chẳng thấm vào đâu so với bao nhiêu vụ việc khủng khiếp ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bao nhiêu năm qua vẫn chưa được giải quyết tận gốc. Còn những người lẽ ra phải chịu trách nhiệm nặng nề thì lại chỉ bị xử lý quá nhẹ. Cho nên dù bản chất chính trị Việt Nam rất mù mờ, cần cẩn trọng trước những đồn đoán thì cũng không thể không nghi ngại liên quan đến việc lên nhanh và tỏ ra quyết đoán ở ông Trung. Từ đó có thể thấy, dù việc đang mới bắt đầu thì theo tôi, hiệu quả của công cuộc đốt lò cho chuyện này bị hạn chế rất nhiều. Và một điều có thể cũng được đưa ra, phải chăng đây là chiến thuật cũ người mới ta? Ông Hồ Kim Quyết nói rằng trong cuộc ẩu đả nội bộ đang thăng lên để giữ hay giành ghế, phe này đánh phe kia. Cái chiến thuật đốt lò củi lửa của ông Nguyễn Phú Trọng nó cũ người mới ta, nó quá thuận tiện tại một chế độ độc đảng toàn trị đã sinh ra. Nên phe cầm quyền lực tạm thời có điều kiện đình chỉ công tác, bắt giam hầu hết cán bộ bất cứ lúc nào. Trong vụ này, theo tôi cũng không thể loại trừ những chuyện nội bộ trong giới công an. Ông Hồ Quang Quyết đã nhận định như vậy. Đây là hình ảnh dân Thủ Thiêm đã khóc cạn khô nước mắt với những đau khổ suốt 20 năm qua do ông Lê Thanh Hải và Tất Thành Cang gây nên. Thế nhưng mới đây, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật ông Hải bằng hình thức cách chức bí thư Thành ủy cũ của ông. Việc này chỉ có tính chất danh nghĩa vì ông Lê Thanh Hải nghỉ hưu đã nhiều năm nay rồi. Ông Lê Văn Sinh tiếp tục nói như sau. Tôi không đủ tài liệu tin cậy để đưa ra nhận định về việc đình chỉ chức vụ đảng và chính quyền của Nguyễn Đức Chung liên quan đến sự sắp xếp,
bố trí nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại hội lần thứ 13. Nhưng sự vụ này cho thấy ban lãnh đạo của Đảng đang nỗ lực làm trong sạch đội ngũ của mình bằng chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ xướng từ mấy năm nay. Tham nhũng là căn bệnh chung của các loại hình xã hội, tuy nhiên nơi này chống tham nhũng hiệu quả, nơi khác thì không. Một xã hội được quản trị không phải bằng pháp luật mà bằng ý chí của một hoặc một nhóm người nắm quyền bính trong tay thì việc chống nạn tham nhũng là bất khả. Khi người ta nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nghĩa là nó có trong thực tế. Tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cho biết thêm, người ta không nhắc đến chức ủy viên trung ương của ông Trung, chắc phải đợi hội nghị trung ương sắp tới, có lẽ vào tháng 9 này sẽ có quyết định vì liên quan đến chức ấy, thì hội nghị trung ương mới là cơ quan quyết định. Và hội nghị trước nghe nói ông Trung được tín nhiệm rất cao và có khả năng vào Bộ Chính trị sắp tới. Diễn biến vừa qua có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông và có thể phản ánh những sự đấu đá nội bộ giữa nhiều phe phái khác nhau trong hệ thống. Tiến sĩ Hoàng Hợp tiếp tục cho biết như sau, việc tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Trung, theo tôi, liên quan đến công cuộc chống tham nhũng, vì Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã đưa vụ án Nhật Cường vào diện Ban Chỉ đạo này theo dõi. Lúc này là lúc đang có chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ 13, mà ông Trung đang là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, cho nên nếu kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy ông này không liên quan luật pháp hình sự, không vi phạm các quy định của Đảng, ví dụ quy chế 214 TV vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, thì ông ấy vẫn có thể được quy hoạch để tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa tới, tức là khóa 13. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020 với bản tin Vụ Nguyễn Đức Trung, cuộc chiến quyền lực, tham nhũng hay đồng chí triệt hạ nhau. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de